Chiều ngày 11 tháng 3, Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khối dân đảng tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2024. Dự đại hội có đồng chí Trần Thị Hồng Thúy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy, đồng chí Nguyễn Văn Bảy, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, đồng chí Đào Thị Thanh Tuyền, Bí thư huyện đoàn. Trong nhiệm kỳ 2021-2022, tập thể Chi đoàn khối dân đảng đã đoàn kết, phát huy vai trò trí tuệ của tuổi trẻ, xung kích đi đầu trong thực hiện các phong trào, hoạt động của đoàn. Chi đoàn đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho đoàn viên thanh niên. 100% đoàn viên thanh niên được học tập, nghiên cứu các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2019, 2020 và 2021, tuyên truyền, triển khai, thực hiện tốt cuộc vận động, thực hiện nếp sống văn hóa và xây dựng đơn vị văn hóa, cuộc vận động, xây dựng chi đoàn văn hóa và người đoàn viên văn hóa trong tuổi trẻ khối dân đảng. Hàng năm, nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, 100% đoàn viên trong chi đoàn tham gia lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, dâng hương, dâng hoa lên các phần mộ liệt sĩ tại nghĩa trang của huyện do huyện ủy, huyện đoàn tổ chức. Trong nhiệm kỳ vừa qua, tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, chi đoàn khối dân đảng đã vận động ủng hộ tặng 7 suất quà, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng cho các hội viên thanh niên xung phong, gia đình thương binh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 2.100.000 đồng. Hưởng ứng tích cực ngày hội hiến máu tình nguyện với 12 lượt đoàn viên thanh niên tham gia các phong trào tuổi trẻ sáng tạo, xung kích bảo vệ Tổ quốc và chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp được quan tâm chú trọng. Tại đại hội, các đại biểu đã tham gia thảo luận, thống nhất phương hướng nhiệm vụ và bầu ra ban chấp hành khóa mới gồm 4 đồng chí. Tiếp tục tiến nhiệm bầu đồng chí Dương Quốc Hợp giữ chức Bí thư Chi đoàn Thanh niên khối dân đảng nhiệm kỳ 2022-2024. Bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên và chia tay các đồng chí trưởng thành đoàn và thôi không tham gia ban chấp hành khóa mới.